giá heo hơi hôm nay ngày 31 tháng 5, giảm từ 1.000 đồng mỗi kg đến 2.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay, ngày 31 tháng 5 giảm cao nhất 2.000 đồng mỗi kg ở cả ba miền. Trung tâm Trần đoán Thú y Trung ương ngày 27 tháng 5 công bố báo cáo sơ bộ kết quả thử nghiệm vaccine Avac ASF Life trên diện hẹp. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giảm giải sát. Thị trường heo hơi miền Bắc hôm nay giảm từ 1.000 đồng mỗi kg đến 2.000 đồng mỗi kg. Cụ thể, các tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc cùng giảm 1.000 đồng mỗi kg xuống còn 56.000 đồng mỗi kg. Sau khi giảm 2.000 đồng mỗi kg, thương lái tại tỉnh Bắc Giang hiện cũng đang giao dịch ở mức 56.000 đồng mỗi kg. Các địa phương còn lại không ghi nhận thay đổi mới. Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay được ghi nhận trong khoảng 56.000 đến 58.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 56.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 56.000 đồng mỗi kg. Lào Cai là và... 56.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 58.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 56.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 58.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 56.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 57.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 56.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 56.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 58.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 57.000 đồng mỗi kg, Tiên Quang là 56.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên giảm giải rác. Giá heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên hôm nay giảm nhẹ tại một số địa phương. Theo đó, sau khi giảm 1.000 đồng mỗi kg, các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình và Lâm Đồng điều chỉnh giao dịch xuống khoảng 55.000 đến 56.000 đồng mỗi kg. Thương lái tại tỉnh Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế tiếp tục thu mua với giá thấp nhất khu vực là 54.000 đồng mỗi kg. Các địa phương còn lại giao dịch tổn định quanh mốc trung bình là 55.000 đồng mỗi kg. Tương lái khu vực miền Trung, Tây Nguyên đang thu mua heo hơi trong khoảng 54.000 đến 56.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 56.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 55.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 54.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 55.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 56.000 đồng mỗi kg. Từ Thiên Huế là 54.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 55.000 đồng mỗi kg. Quảng Ngãi là 55.000 đồng mỗi kg. Bình Định là 55.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 56.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 56.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 55.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 56.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 56.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giảm 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg. Thị trường heo hơi khu vực phía Nam điều chỉnh giảm cao nhất 2.000 đồng mỗi kg so với ngày hôm qua. Hiện tại, các tỉnh thành gồm Bình Phước Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh điều chỉnh giá thu mua về chung mức 55.000 đồng mỗi kg, giảm 2.000 đồng mỗi kg. Tương tự, Vũng Tàu, Bình Dương và Hậu Giang giảm nhẹ một giá, hiện đang giao dịch lần lượt là 55.000 đồng mỗi kg, 56.000 đồng mỗi kg và 57.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi tại khu vực miền Nam đang dao động trong khoảng 55.000 đồng mỗi kg đến 60.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 55.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 55.000 đồng mỗi kg, Thành phố Hồ Chí Minh là 55.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 55.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 55.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 55.000 đồng mỗi kg, Long An là 56.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 60.000 đồng mỗi kg, An Giang là 60.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 56.000 đồng mỗi kg. Cần Thơ là 57.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 57.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 57.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 58.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 57.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 60.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 57.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 57.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 57.000 đồng mỗi kg. Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương ngày 27 tháng 5 công bố báo cáo sơ bộ kết quả thử nghiệm vaccine Avac ASF Life trên diện hẹp. Theo trung tâm này, mục đích của việc thử nghiệm là đánh giá các chỉ tiêu hiệu lực, bài thải virus vaccine, virus gây bệnh cường độc và mức độ ảnh hưởng của vaccine nhược độc phòng bệnh dịch tả heo châu Phi đối với heo được tiêm vaccine trên thực địa với phạm vi hẹp tại mô hình quy mô đàn chăn nuôi khác nhau. Nhà sản xuất vaccine AVACASF live là công ty Avac địa chỉ tại QL5A, thôn Ngọc Lịch, xã Trưng Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, báo Nông nghiệp Việt Nam đưa tin. Theo trung tâm, việc thử nghiệm tiêm phòng với phạm vi hẹp được thực hiện tại 4 trại heo có quy mô đàn từ 300 con đến 20.000 con, gồm cả heo thịt và heo nái. Các trại heo này nằm tại huyện Lục Ngạn và huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, huyện Trương Mỹ và huyện Ba Vì của Hà Nội. Nhìn chung, Giá heo hơi hôm nay điều chỉnh giảm trong khoảng 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg tại nhiều địa phương trên cả nước. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành giao động trong khoảng 54.000 đến 60.000 đồng mỗi kg.